Chào mừng các anh chị và các bạn đến với Nguyên Lê Channel. Như mình đã nói thì chiếc máy xay nó rất là quan trọng. Mình nhắc lại, chiếc máy xay cực kỳ quan trọng với những ai bước vô ngành cà phê và thưởng thức cả nhà. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta sử dụng cà phê hạt, chúng ta xay ra thì cà phê nó tươi mới. Nhưng hơn nữa cái này mới quan trọng. Đó là trong pha chế thì bốn yếu tố ảnh hưởng nè. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là nhiệt độ, thứ ba là tỷ lệ nước và thứ tư chính là độ mịn cà phê. Bởi vì độ mịn nó sẽ quyết định được chúng ta kéo dài thời gian hay là ngắn, chiết xuất over hay under, làm cho kỳ cà phê của chúng ta ra như ý của chúng ta mong muốn. Cho nên mình khuyên các anh chị và các bạn là chiếc máy xay luôn là một cái thứ đầu tiên chúng ta nên quan tâm trước khi chúng ta mua máy pha và dụng cụ. Thì lục loại miết thôi. Đối với mình thì chiếc máy xay nó quan trọng như thế, nhưng mà hôm nay mình mới gặp được một chiếc này, thật sự là mình phải nói là mình rất ân ý và muốn giới thiệu với các anh chị và các bạn một chiếc máy xay có tên là Lindong 017 trên tay mình, rất là nhỏ gọn này, rất dễ thương. Về mình đánh giá sơ bộ của nó thì nó sẽ có 3 màu, màu trắng, màu đen và màu inox. Thì hiện tại mình đang thích cái màu trắng, nhìn nó rất là sang, thì nó có thể dùng ở tại nhà mà nhìn nó trang trí cho cái bếp của mình nó rất là nổi bật, rất là nhẹ, đầu khoảng hơn 2kg chút xíu thôi, mình cầm lên rất là nhẹ. Kèm theo chiếc máy này thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có một cái bình đông như thế này để đựng cà phê. Nhưng mà nhà sản xuất rất là hay nha, là mặc dù là inox 304 có nghĩa là nó không có 500, nó không có hút, nhưng mà người ta thiết kế ở dưới thêm một cái lớp sắt này nữa để cho chúng ta đặt dưới đây để cho nó hút xuống. Đó, nó hút xuống như vậy nè, thì các anh chị có thể điều chỉnh thì khi chúng ta xay nó rung á, thì cái này nó không có rung lắc, nó sẽ dính cố định lại cho chúng ta ha. Đây là một dạng máy single dough. Single dough có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái loại mà mang tính trải nghiệm. Chúng ta sử dụng này 20g, xong rồi chúng ta sử dụng một loại khác 20g, một loại khác 20g để chúng ta trải nghiệm những phong vị khác nhau của cà phê. Tuy nhiên là cái máy này mình thích thêm một điểm nữa nè. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất. Ta sẽ có 3 cái chế độ xay là số 1, 2, 3, 4 là chế độ xay espresso. Là chúng ta sẽ chỉnh đây. Chúng ta nhấn đây ha để tháo nó ra. Rồi, nếu mà chúng ta chuyển qua mocha pot thô hơn thì chúng ta sẽ có chế độ 6, 7, 8, 9, 10. Và nếu mà chúng ta dạng filter giống như là pha fin hoặc drip á, thì chúng ta sẽ từ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 luôn. Chúng ta điền tới vòng này là 20 rồi tại là 21, 22. Thì chúng ta rất là mau chóng để chỉnh lại được cái kích cỡ mà chúng ta mong muốn. Nhưng điều quan trọng chính xác là chỗ này. Đó là chiếc máy này sử dụng lưỡi Conico. Lưỡi Conico là lưỡi như thế này nè mọi người. Đó là lưỡi hình nón. Thì khi chúng ta lắp nó vào như vậy thì nó sẽ xay ha. Cái lưỡi hình nón. Lưỡi hình nón nó có một cái đặc điểm gì? Thì xay đâu là sạch đó. Nó xay đến đâu thì nó sạch đến đó, nó rớt ra luôn. Chứ nó không có bị đọng lại ở trong như cái lưỡi flat. Nó cái tỷ lệ đọng lại nó rất là ít. Thì lát hồi mình sẽ thực nghiệm xem nó như thế nào. Đối với một chiếc máy xay thì tỷ lệ xay ra là tốc độ của nó là một. Thứ hai là tỷ lệ bột mịn nó ra có nhiều hay không. Rồi mình sẽ xem mình xay nhiều thì nó có nóng hay không, và có dễ dàng chỉnh độ mịn tăng chỉnh hay không. Và cuối cùng một điểm nữa là khi chúng ta làm như vậy thì nó có sạch. Single dough thì chúng ta là mang single dough là chúng ta mang tính trải nghiệm, thì khi chúng ta thủ như vậy nó có sạch hay không, nó có đậm lại gì hay không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Mình cũng nói thêm là chiếc máy này là một chiếc máy có công suất là 170W, rất gọn gàng. Chúng ta bấm thử cái không tải của nó sẽ nghe như thế nào. Rất nhẹ nhàng, mọi người nghe thử ha. Rất nhẹ nhàng, rất êm ái, không có gây tiếng động mạnh. Rồi, thật ra đây là một thiết kế rất là dễ thương. Rất là xinh xắn, nhỏ gọn. Mình thì mình đang mua nó để dùng cho cái phòng lab của mình, có nghĩa là các bạn có thể dùng để cúp pin những cái sản phẩm, hoặc là thử espresso, thử filter, hoặc thử những cái cấp độ xay khác nhau để cho mình phục vụ cho công tác dạy học của mình. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ thử ha. Mình ban đầu tiên mình sẽ để chế độ 1 thử, coi thử 20g. Mình sẽ cân thử 20g. Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cầm đây, chúng ta đổ vào trên này.
Nó sẽ chọt vô luôn. Rồi máy được trang bị một cái nắp bằng gỗ ha, cũng rất là dễ thương, đậy lại. Để làm gì thì chúng ta sẽ tính tiếp. Đầu tiên thì mình sẽ xay thử 20 gram này cho mọi người xem là nó sẽ tốn bao nhiêu giây. Chúng ta bắt đầu. Rồi 17 giây là có thể xay xong. Rồi nhưng mà khi mọi người thấy không, chúng ta nhấn ra nó sẽ ra một cái lượng bụi phía sau này. Để nó làm sạch luôn thì mình thử coi thử nó có đủ là 20 giây, gần 20 giây nó mới xong ha. Nhưng vì đây là bột nó khá mịn thì mình coi thử nó là sẽ còn lại là bao nhiêu gram. Rồi nó sẽ còn lại là 18.7 gram, có nghĩa là nó sẽ còn đọng lại ở bên trong này khoảng 1,3 gram. Rồi mình thử coi thử nó hết nổi không nha. Rồi mình phải thổi mạnh lên chút xíu thì nó còn là 19 gram, 18.9 còn 19 gram, nó còn lại 1 gram. Đối với máy single đô thì mọi người sẽ thấy nhé, đây, cái bột này rất mịn nha, chế độ này rất mịn cho nên nó xay rất là lâu. Nhưng thường bất kỳ cái máy single đô nào, mình khuyên các anh chị và các bạn đừng nên thổi mạnh quá phía sau. Tại vì khi mình chúng thổi mạnh ở phía sau này thì nó sẽ xay ra một cái lượng bụi, bất cứ cái máy nào cũng vậy, nó sẽ sinh ra một lượng bụi đáng kể ở phía sau này. Cho nên là máy này nó sẽ tồn động lại một cái lượng còn lại là khoảng 5%. Mình thử lần thứ hai coi thử. Quá mịn, bây giờ mình tăng lên coi thử mức độ số 4 coi thử ha. Thôi mình cho số 2 đi. 1, 3 đi. Mỗi nấc như vậy nè mọi người thì nó sẽ đi là nửa số. Mỗi nấc nè, 3.5 nè, 4 nè, 3.5 nè, 3 nè, 2.5 ha. Mỗi nấc vậy là nó đi nửa số ha. Bây giờ mình sẽ để thử số 3 coi thử như thế nào. Rồi mình bắt đầu. Ở độ mịn này thì chúng ta khoảng 15 giây nó ra. 15 giây ra. Sau khi mình thổi thì các anh chị và các bạn thấy nó đỡ mịn hơn, thì lúc này nó sẽ đỡ bột hơn giống như lúc nãy. Mình cần lên coi thử là bao nhiêu ra. 19.5. Gió nãy là mình xài máy mới cho nên nó hơi bị chạm ở trong nó chút xíu. Còn thể mình lấy hết coi thử thì nó đủ không nha. Gần như đủ, còn chút xíu nữa là khoảng 0,3 gram ở trong thôi. Nó cũng không tồn lại là bao nhiêu. Ở đây là mức độ xay espresso mức số 3. Mọi người thấy không? Rất là mịn màng. Rất là mịn màng. Để kiểm tra cái mức này thì theo mình nghĩ để xay espresso thì nó vẫn còn quá mịn, cho nên mình sẽ lên mức số 4 luôn. Coi thử nó có ổn hơn không nha. Rồi, 20 gram. Rồi. Rồi, khoảng 14 gram. Khoảng 14 gram, 14 giây là nó xong một ly espresso tiêu chuẩn. Rồi mình đo lại coi thử. 19.7. Thường nó sẽ bị dính lại ở bên trong máy, khoảng 0,3 gram. Mình sẽ xem coi thử với cái máy này thì cấp độ này mình nghĩ là pha espresso rất là hợp rồi. Mọi người có thể thấy ha. Độ mịn của nó rất là đẹp. Cỡ này làm espresso thì mình coi thử. Tỷ lệ bột nó là bao nhiêu? Bột mịn là nó chiếm 2,8 gram ở trên 20 gram thì gần như 14%. Con số này là con số chấp nhận được, cứ dưới 20% là ok, trên 20% thì chúng ta xem lại. Cho nên mà với mình đánh giá chiếc máy này là một chiếc máy tương đối là ổn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh ra thử cái độ mịn mà mình để dùng làm mocha pot. Mình chỉnh nhanh coi thử nó có dễ dàng hay không ha. Mình chỉnh qua số 9 đi. Ok. Rồi chúng ta coi thử nó có dễ dàng hay không.
Đây là mức số 9 mọi người. Nhìn rất là đều, mọi người có thể thấy cái bột của nó rất là đều, dùng để làm mocha pot ha, rất là đều. Rồi chúng ta qua thử cái mức 14 coi thử coi, để chúng ta xem có thử là chúng ta làm drip thì nó như thế nào. Rồi mọi người qua thử mức xay drip thì mình thấy thấy không, cái này phin luôn, phin hoặc drip ok, rất là mịn màng mà rất là nhìn nó có vẻ khi mình rờ vô nó tơi mà nó không có bị nhám cái lượng bột nhiều nha, không bị nhám lượng bột nhiều. Rồi mình thử cái mức ở 19 luôn, là cái mức thô nhất của drip, và thử nó làm sao. Ở đây mình sẽ làm một cái lần cuối để mình đo lại cái lượng bột khi chúng ta xài thô như thế này thì liệu nó có ổn hay không. Rồi mình sẽ lấy 20g này và mình thử ở cái mức độ là mình xay drip coi thử nó sẽ là bao nhiêu lượng bột. À, nó hơi bị dính lúc nãy chút xíu, bây giờ là nó dư một gam của lần trước mình không có thổi ra, cho nên giờ nó dư một gam của lần trước, do lúc nãy mình hơi ẩu chút xíu mình không có thổi. Bây giờ coi như mình sẽ lấy 21g đi, mình sẽ coi thử nó sẽ có bao nhiêu lượng bột mình. Rồi 21g thì nó sẽ ra khoảng 1g bột mịn. 21g và 1g thì nó chưa tới 5% nữa, cho nên là chiếc máy này với mình là khả năng là làm bua, làm phin, làm espresso rất dễ dàng khi các anh chị chỉnh từ cái điểm này qua cái điểm espresso đi đúng dặm như thế này, rất là đơn giản. Giả sử chúng ta đang xài espresso ở mức số 4 đúng không, chúng ta chuyển qua mocha là mức số 7, chúng ta chuyển qua filter ở mức số 14-15, rất là nhẹ nhàng, rất dễ dàng để chúng ta sử dụng. Thì mình thấy nè, rất nhẹ nhàng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá bên trong của nó là cái lưỡi nó sẽ như thế nào. Đối với những chiếc máy như thế này thì chúng ta muốn mở ra chúng ta phải vặn ngược chiều kim đồng hồ. Xin lỗi, chúng ta phải vặn thuận chiều kim đồng hồ, nó giống như chúng ta siết dao vào vậy đó. Trước khi đó thì mình mở cái này ra luôn ha, mở con ốc này ra đã. Đây nó có con ốc đây, mọi người sẽ thấy để gắn cái phễu này của chúng ta ở trên. Cái phễu thì mọi người cũng thấy là nó bằng inox, bằng nhôm đúc nguyên khối, rất là dễ thương, rất đẹp. Rồi chúng ta mở ra luôn, siết vào là mở ra. Máy này nó nghịch như vậy. Đây chính là cái lưỡi nguyên bản của nó. Mọi người có thể thấy thì nó vẫn có tồn đọng một chút cà phê ở bên trong đây, thấy không, tồn đọng một chút cà phê lại ở bên trong như thế này. Luôn luôn máy nào nó cũng phải dính lại một chút xíu thôi, không thể mà nó sẽ sạch sẽ được. Chúng ta phải chịu khó thổi ra một chút thì nó sẽ sạch hơn đó, giống như mình thổi vậy nè thì nó sẽ sạch hơn, còn mình không thổi thì chắc chắn là nó sẽ bị động lại. Và bên nhà sản xuất thì có kèm theo cho chúng ta một chiếc lưỡi khác, một cái option khác. Đây là một chiếc lưỡi phủ titan. Phủ titan để làm gì? Để bền hơn, cứng hơn ha. Nhưng mà nó vẫn rất là sắc bén ha. Để mình so thử với chiếc lưỡi. Lưỡi này cũng bén các anh chị. Lưỡi nguyên thủy cũng rất bén, bén thậm chí còn hơn chiếc lưỡi này nữa. Nhưng mà nó không phủ titan á, thì cái độ cứng của cái thép này nó sẽ không bằng cái này. Cho nên là đây là một option thứ hai để mọi người có thể suy nghĩ thêm, để nó bền hơn và nó sử dụng được lâu hơn. Rồi mình lắp lại, đơn giản thôi, mình vặn ngược chiều kim đồng hồ, có nghĩa là mình đang siết vô rất nhẹ nhàng, không có gì khó khăn ở đây hết. Nhấn cái này xuống, vặn lại. Mọi người vệ sinh thì nó cũng không có gì khó. Một chiếc máy rất là phù hợp cho gia đình, phòng lab đa năng. Chúng ta có chuyển từ chế độ phin qua chế độ espresso rất là đơn giản. Với mình thì mình thích xài ở nhà thì mình luôn luôn thích xài lưỡi Conico là vậy. Là lưỡi hình nó kêu vừa êm lặng nè, rất là êm luôn. Và đặc biệt là nó cái tỷ lệ sạch của nó rất là cao, xài đâu là nó sạch đó luôn. Rồi kèm theo nó là có luôn cả một cái cái blow này, là cái đồ thổi như thế này, bỏ cà phê này đậy lại và chúng ta thổi ra như thế này.
để cho nó làm sạch luôn tất cả những cái thứ cà phê ở bên trong. Mà chúng ta không muốn, nếu như chúng ta nên bỏ nghe, cái này các anh chị nên thổi bỏ chứ đừng có bao giờ mà tiếc cái này mà chúng ta bỏ vô một cái ly cà phê, đặc biệt là espresso. Khi chúng ta bỏ vào ly espresso như thế thì nó sẽ có thể gây nghẹt, gây đắng và gây khó chịu cho một ly cà phê. Những cái khúc cuối này nè, chúng ta nên bỏ đi, nên bỏ đi. Đây là đây những cấp độ xay từ mịn đến thô thì chúng ta có thể thấy được sơ qua được cái vận hành của nó rất đơn giản thôi, mình chỉnh rất là nhanh, không có gì cầu kỳ phức tạp hết. Tổng quan là như thế. Còn về mùi vị của những cái vật liệu mình đã điểm qua sơ về cái khả năng làm việc của nó, còn điểm lại cái mùi vị của nó thì xin thưa quý anh chị và các bạn là nó rất an toàn vệ sinh thực phẩm. Mũi mình thì nó cũng khá nhạy cho nên mình nghe cái mùi nó không có những cái mùi về nhớt mỡ hay là những cái mùi của cái cao su này, nó khó chịu, rất là dễ thương, rất là mùi rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Kể cả cái ly này nó cũng là hai lớp, mặc dù nó hít nhưng nó chỉ là ở bề ngoài thôi, còn cái mặt này thì nó sẽ không có hít ha, mặt này nó không hít, chỉ là cái bề ngoài của cái miếng inox này người ta thêm một lớp sắt nữa để cho chúng ta hít, để cho khi mà nó xay nó không có bị rung, không có bị văng ra. Với mức giá đâu đó khoảng 3.900.000 thì mình nghĩ đây là một con số dễ chịu, dễ chịu, tương đối dễ chịu thôi. Nếu mà 2.900.000 thì sẽ tốt hơn, nhưng mà 3.900.000 thì cũng được. Nói chung so với những loại máy trên thị trường thì mình thấy vừa single đô vừa thiết kế rất là dễ thương ha. Nói chung mà khi mình nhìn kỹ lắm á, thì nó sẽ có những vài điểm không sắc nét, như là ở chỗ này nó không được đẹp lắm. Hoặc là các anh chị muốn vệ sinh ở nhà mình mà nó tương đối vệ sinh thì đừng có mua màu trắng này. Màu trắng nó sẽ dễ bám bụi lắm. Có thể mình đẹp thì mình thích màu trắng, nhưng mà về vệ sinh đó thì về dễ dàng vệ sinh thì nên mua màu đen. Còn đây là mình phòng lab cho nên mình muốn mọi người cứ sau là bữa là phải chùi rửa cẩn thận cho dùng màu trắng để cho nó tăng cường cái vệ sinh của mình thôi. Còn ở nhà thì nên dùng màu đen thì nó sẽ tiện hơn. Cái dáng nó cũng dễ thương, nhỏ gọn. Mình có thể cầm đi du lịch cũng được nữa, chứ không phải là nhất thiết là mình có phải là để cố định. Đó là chiếc máy mình mong đợi, rất mong đợi luôn. Cảm thấy rất là hào hứng khi được cầm cái máy này trên tay. Mình phải khoe với các bạn và các anh chị ngay. Rồi về nút nhấn của nó thì nó không có timer ha. Chúng ta chỉ nhấn đây. Chúng ta nhấn đây và chúng ta đầy đủ thì chúng ta tắt, rồi chúng ta thổi như thế này. Xài rất là dễ. Đó, vừa xài như thế này là nó sẽ sạch cho chúng ta thôi. Rồi, hy vọng các anh chị và các bạn sẽ thích cái video này. Và đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào 19:00 3:57 hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.